Nếu như anh em cần một cái máy cưa xích và môi trường làm việc của anh em là ở trong nhà nơi có sẵn nguồn điện, thì có một cái cưa mà Thành sẽ giới thiệu với anh em rất là phù hợp, đó là con Makita UC4041A này, rất là ok. Cái máy này có công suất lên tới 1800W và xài lam 400mm luôn ha anh em, mà mức giá chỉ đâu đó tầm khoảng 3 triệu thôi. Chi tiết như thế nào cùng đi xem tiếp nhé. Khi anh em mua cái máy này về thì nó đựng trong một cái hộp như thế này. Và mở ra thì chúng ta sẽ có một thân máy nè, một cái lam và một cái vỏ bảo vệ lưỡi, một cái xích, sách hướng dẫn sử dụng, các thứ. Và máy thì bảo hành chính hãng 6 tháng nha anh em. Anh em nhớ hãy mua những địa chỉ uy tín như là Kết Nối Tiêu Dùng chẳng hạn, để mà được bảo hành chính hãng trên toàn quốc nhé. Và nếu như anh em chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký, bấm nút chuông luôn để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai. Cái máy này nó nặng khoảng 4,7 kg ha anh em. Và cộng dây điện của nó thì dài khoảng 5m. Một cái hay đó là nó có một cái phụ kiện là cái cọng cáp này, để mà nó giữ cho cái đầu phích này nó không có bị tuột. Khi mà anh em gắn phích vô thì anh em sẽ luồn cái cọng dây vô như thế này thì là nó sẽ không có bị tuột ra ha, trong quá trình sử dụng. Giật cỡ nào nó không có tuột ra được. Rất hay. Một điểm hay nữa đó là để lắp lưỡi cái máy này thì anh em không cần bất kỳ dụng cụ nào thêm hết. Anh em chỉ cần nhấn vào đây rồi chúng ta sẽ xoay để mở cái ốp bảo vệ ở đây ra ha. Sau đó thì chúng ta cũng cho lưỡi vô như bình thường, không khác gì hết. Ngay phía trên đây chúng ta sẽ có một cái bánh răng để chúng ta có thể tăng giảm xích được ha. Này, tăng giảm thử nè. Anh em thấy ha. Tiếp theo thì Thành sẽ đóng cái này lại nha. Trước khi anh em khóa chặt lại thì anh em nhớ là chúng ta hãy căng xích lên nha. Ok, cái này là vừa. Rồi sau đó chúng ta khóa chặt lại nhé. Rồi vậy là xong. Rất là đơn giản ha. Lên phía trên này anh em sẽ thấy có một cái nắp để mà chúng ta đổ cái dầu bôi trơn vào ha anh em. Anh em cứ sử dụng nhớt xe máy là ok nha, nhớt mới nha anh em. Chúng ta sẽ có một cái thang ở bên này để mà anh em có thể nhìn thấy cái lượng nhớt nha. Khi nào mà anh em thấy cái lượng nhớt của chúng ta nó xuống thấp hơn cái vạch min ở đây nè thì anh em nhớ là chêm thêm nhé. Phía trước này là cái khóa an toàn và cũng là cái khóa dừng khẩn cấp của máy. Thông thường thì anh em sẽ khóa nó lại ha, anh em sẽ đẩy về phía trước. Khi nào chúng ta xài thì chúng ta mới kéo về phía sau. Sau đó chúng ta sẽ bấm cò ở bên đây. Trước khi bấm cò nhớ nhấn chốt an toàn ở đây nhé. Đi kèm với chiếc máy này đó là cái lam 400mm có khả năng cắt cây gỗ tối đa có đường kính là 360mm nha anh em. Anh em cũng có thể chọn phiên bản đi kèm lam ngắn hơn, đó là UC3041A có lam 300mm và cắt được tối đa 265mm nha anh em. Cái bản lam 300 này thì cái thân máy nó giống, còn nó chỉ khác cái lam thôi và mức giá nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng 100.000 gì đó. Với công suất là 1800W thì nó sẽ mạnh hơn con Steel MS170 luôn nha anh em. Con Steel thì tầm 1,5 ngựa, còn con này thì là hơn 2 ngựa lận. Và nó cũng bỏ xa những cái con máy xài pin với công suất chỉ tầm dưới 1000W mà thôi. Những con xài xăng mà cỡ này hoặc là yếu hơn một tí xíu thì cũng tầm 5 triệu, 5,5 triệu. Còn những con mà xài pin đó thì sẽ rơi vào tầm khoảng 9-10 triệu kể cả pin sạc luôn, thì mới gọi là tiệm cận được con này ha anh em. Con này rất là ok, rất rẻ, xài trong nhà nơi có nguồn điện là ngon. Và anh em sẽ yên tâm với sức mạnh của nó, 1800W cưa những cây gỗ bự được luôn nha anh em. Rất đáng để mà cân nhắc đó.
Cảm ơn em đã xem clip và anh em đừng quên cho một like cũng như bấm vào nút đăng ký để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm hay là muốn mua bất kỳ mặt hàng nào, anh em có thể mua trực tiếp ở trên website hay là gọi vào số hotline Thành để đây. Anh em cũng có thể là chat với Zalo hoặc là chat qua Facebook với nhân viên của Bình Thành cũng được ha. Cửa hàng kết nối tiêu dùng thì hiện tại làm việc từ thứ hai tới chủ nhật là 7 ngày một tuần luôn, nên là anh em có thể ghé và mua hàng bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên là trước khi tới mua hàng thì anh em nên gọi trước ha, để mà chắc chắn có hàng cho anh em khi mà anh em tới coi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.